Yo, chào mừng anh em quay trở lại với một video khác của Tinh Tế. Và đây là một cái sản phẩm ống kính vừa mới được ra mắt của Sony luôn. Như là tối hôm qua nó ra mắt thì hôm nay mình đã có trên tay rồi. Rất là nhanh, cảm ơn Sony Việt Nam đã cho Tinh Tế mượn cái sản phẩm này để làm bài trên tay. Mình sẽ tháo nó ra và chia sẻ với anh em nhiều hơn. Tháo luôn cái phần hút này ra để cái con Sony A7 C Mark II qua bên đi. Đó, đây là cái ống kính 24-50 mới của Sony luôn. Rất là đẹp ha, nhỏ nhắn xinh xắn. Và cái chiều dài này của nó chưa tới 10cm, nếu mình nhớ không nhầm là 9.2cm. Và hơi bị ngược một cái nha, tức là ở đây khi anh em zoom ra thì nó là 24f2.8, và khi anh em zoom hết vào thì nó là 50f2.8. Cái điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi, tại vì khi anh em làm một cái góc tiêu cự mà 24 và với cái khẩu lớn thì đương nhiên là nó sẽ có phần nào đó dài hơn, bự hơn nếu mà cái tiêu cự 50 mà ở mức khẩu là f2.8 ha. Đó, dễ hiểu thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái lens vào và chia sẻ với anh em kỹ hơn, rất là nhanh thôi. Đây là một bài trên tay và mình giới thiệu cho anh em là cái ống kính này có cái gì. Mình sẽ còn một cái bài trải nghiệm nữa, cầm nó đi ra ngoài chụp hình test viền tím, viền đen, test chi tiết, độ nét, test mức khẩu 2.8, F8, F11 gì đó để cho anh em xem kỹ hơn. Ở đây thì chúng ta có một cái logo Sony nè, cái tên của nó là FE2.8 2450G, đó chúng ta hay gọi là G đen đó, chứ không có phải là G đỏ. G đỏ là G Master. Ở đây chúng ta có một cái nút bấm để anh em có thể custom function bất cứ cái gì mà anh em có thể custom ở trong máy. Và chúng ta có một cái nút gạt IFMF để anh em có thể chuyển đổi từ lấy nét tay hoặc là lấy nét auto. Ở phía trước này chúng ta sẽ có một cái vòng xoay để anh em có thể chỉnh MF thủ công luôn. Và ở đây thì chúng ta có một cái vòng zoom. Đó, như mình đã nói, 50 là ở cái tư thế này nó ngắn, nhưng mà vặn sang 24 thì nó sẽ dài hơn, dễ hiểu thôi. Còn ở phía dưới này là một cái vòng xoay để anh em có thể xoay được cái phần khẩu độ từ 2.8 cho tới 22. Một cái ống kính nhỏ như thế này mà mình thấy là từ 2.8 cho tới 22 là cũng khá là hợp lý đó. Bình thường thì mình chỉ thấy là cái ống kính mà kích thước size như thế này thì nó là từ 2.8 cho tới 16 là hợp lý rồi. Và cuối cùng là một cái nút A màu đỏ, anh em gạt qua cái là nó cứng ngắc luôn ha, không xoay được nữa. Khi nào mà dùng lực xoay ngược trở lại thì nó sẽ trở lại. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút click on off, khi mà mình bật cái này on á thì nó sẽ nghe tiếng. Đó, anh em nghe tiếng không? Nè, nghe tiếng nè. Nhưng mà khi mình click qua off á thì nó sẽ trơn tru, êm, không nghe tiếng gì hết. Thì cái này rất là quan trọng đối với những anh em quay phim, quay trong những môi trường mà cần âm thanh nó giảm thiểu tới mức tối đa ha. Và ở phía dưới vẫn là cái ngàm Sony E quen thuộc thôi. Ngàm Sony E là một trong những ngàm mà có thể nói là phổ biến nhất ở trên cái thị trường mirrorless hiện nay rồi. Anh em mua mà chơi Sony E thì không bao giờ sợ thiếu lens luôn ha. Không chỉ là lens Sony mà lens từ Sigma, lên từ Tamron, lên từ tất cả những cái hãng khác mà họ làm cho Sony, Viltrox cũng có thể chẳng hạn. Và cái điều đặc biệt nhất đó chính là cái chữ này ở đây, Made in Việt Nam. Cái ống kính này nó được Made in Việt Nam và nó có cái mã là SL2450G. Rồi, cái ống kính này thì not for sale ha, tại vì cái này là một cái sản phẩm mình mượn rất là nhanh từ Sony. Bây giờ mà lắp lên cái body của Sony A7C Mark II để cho anh em xem được những cái ống kính nhỏ như thế này sẽ phù hợp với lại những cái thân, những cái body rất là nhỏ nhắn, nó xinh xắn giống như thế này. Cầm lên rất là vừa vặn và nó rất là nhẹ ha. Nó chỉ có đâu đó chưa tới 500g. Và vì là một cái sản phẩm mà G đen, một sản phẩm dòng thấp hơn, cho nên là ở trong cái chiếc ống kính này nó không có cái hệ thống lấy nét tuyến tính Linear XD của Sony. Nhưng mà không sao cả, Sony cam kết với anh em rằng là cái sản phẩm này chất lượng quang học của nó giống như những cái ống kính G Master đời đầu. Tức là bây giờ Sony họ đã chuyển qua cái G Master đời thứ hai rồi, nhưng mà cái chất lượng của ống kính này nó vẫn rất là tốt. Tại vì G Master thì bình thường tới bây giờ rất là nhiều anh em ngoài kia kiếm tiền, nhắn anh em vẫn làm nghề hàng ngày vẫn xài những chiếc ống kính G đời đầu, nó không có sao cả, nó vẫn tốt, nó vẫn tuyệt vời. Mà dù spec của nó thì không có quá là nhiều điều đặc biệt. 16 thấu kính chia làm 13 nhóm, rồi 4 thấu kính phi cầu, 2 thấu kính ED. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà là một cái ống kính mới, cho nên nó sẽ phù hợp với lại những cái sản phẩm mới của Sony luôn. Tức là khi anh em gắn cái chiếc ống kính này lên một cái sản phẩm cao cấp, ví dụ như i9 Mark III, một cái chiếc máy mà có cảm biến Global Shutter đó, thì anh em vẫn có thể chụp cái ống kính này ở 120fps, tức là 120 khung hình trong một giây luôn. Nó hỗ trợ cho những cái sản phẩm đời mới nhất của Sony luôn, cho nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì anh em không cần lo ngại gì cả. Cái sản phẩm này sẽ phù hợp với ai? Mình nghĩ nó sẽ phù hợp đối với những anh em đi du lịch, cần chụp phong cảnh cũng được mà cần một cái khẩu lớn một tí xíu. Bên cạnh đó thì ống kính này nó chụp được rất là cận, tức là anh em để ở cái tiêu cự 24 thì nó sẽ chụp được từ 19cm nè, cho tới cái tiêu cự 50 thì nó sẽ chụp được 30cm, tức là khoảng cách nó đâu đó từng này 19cm thì nó cỡ đây. Đó là anh em để đây, anh em chụp ở cái tiêu cự 24 đây,
Đó, 19 cm. Đó, 24 là anh em chụp như thế này, rất là cận luôn, cho nên là đôi lúc như thế nào đó anh em cũng có thể nghĩ là mình có thể chụp nó hơi close up một tí, chưa đến lúc mất macro đâu, nhưng mà hơi close up một tí, cho nên thuận tiện rất là nhiều tình huống cho anh em khi đi ra đường, khi đi chơi chụp street style. Và sẵn tiện nhắc tới street style thì anh em cũng có thể thấy mình share trên Facebook của mình cái bộ ảnh của Terapong á, một trong những idol chụp street style rất là tuyệt vời. Ông là Sony Ambassador và ông dùng cái ống kính này để ông chụp rất là bình thường luôn, cho nên là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều anh em. Bên cạnh đó thì mức giá của nó mình nghĩ nó không quá cao, 1.100 USD, tính ở thị trường Việt Nam thì Sony chưa có công bố giá bán chính thức, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có một cái mức giá hợp lý dành cho anh em chơi một bài trên tay rất là nhanh. Mình hy vọng sẽ gửi tới anh em một cái video trải nghiệm chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.